Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong phần video clip ngày hôm nay. Các bạn thân mến, tháng 2 gõ cửa đồng nghĩa với việc thời gian để bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia của chúng mình dường như đang bị kéo ngắn lại. Và đây là thời điểm mà chị nhận được rất nhiều những lời chia sẻ và tâm sự của các bạn về việc học kiến thức nền. Các bạn cực kỳ lo lắng bởi vì là không hiểu sao học kiến thức nền cứ nhớ rồi lại quên. Thậm chí có nhiều bạn còn cảm thấy rằng mình đang cực kỳ mông lung với cái khối lượng kiến thức nền các tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 12. Mà chúng ta đều biết rằng là kiến thức nền chính là cái phần kiến thức cực kỳ quan trọng mà chúng ta cần phải nắm được. Thế nên ngày hôm nay, để có thể đồng hành cùng với các bạn và giúp cho các bạn giải quyết nỗi lo lắng đó, chị có một món quà vô cùng đặc biệt muốn trao gửi tới các em. Đó chính là khóa học kiến thức nền qua phát trực tiếp cùng với chị Hiên mang tựa đề Thước Văn. Khóa học này đặc biệt ở chỗ, đây là khóa học đầu tiên và duy nhất dành cho các bạn 2K4 để có thể đồng hành cùng với chị, trao đổi, chia sẻ về phần kiến thức nền các tác phẩm trọng tâm thông qua phát trực tiếp. Dựa vào hình thức học này thì chị em mình có thể trao đổi trực tuyến với nhau. Trong quá trình giảng, những phần các em chưa hiểu, chị có thể nhanh chóng giải đáp. Những phần các bạn còn băn khoăn và thắc mắc, chị cũng có thể phản hồi ngay lập tức lúc đó. Đây là một trong những cái ưu điểm mà bản thân chị thấy rằng là chính cái sự tương tác giữa chị và các em như vậy cũng sẽ giúp cho các bạn có thêm được cái niềm cảm hứng cũng như là yêu thích để có thể học những tác phẩm trọng tâm này. Đó là về hình thức học. Về lộ trình học, chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về kiến thức nền của các tác phẩm thơ và văn xuôi trong chương trình ngữ văn lớp 12. Chị đã có một lộ trình vô cùng rõ ràng cho khóa học này rồi. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm thì nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên nhé. Trong khóa học này thì còn có một điều vô cùng đặc biệt nữa. Bên cạnh hệ thống tài liệu đã được chuẩn bị sẵn sàng cho các bạn sau mỗi buổi học thì sẽ có hệ thống các buổi luyện viết. Bởi vì bản thân chị hiểu rằng là các em tiếp nhận được kiến thức nền đã là một điều rất tốt rồi. Hiểu được kiến thức nền cũng là một điều càng tốt hơn. Thế nhưng có rất nhiều bạn lại không biết sử dụng linh hoạt kiến thức nền để có thể đưa vào trong bài viết của mình một cách thích hợp. Thế nên ở trong những buổi luyện viết này, chị cũng như là các chị trợ giảng đã chuẩn bị một tinh thần vô cùng sẵn sàng để có thể định hướng cũng như hỗ trợ cho các bạn trong việc giúp các bạn linh hoạt sử dụng kiến thức nền và đưa vào trong phần bài viết của mình một cách tốt nhất. Chị hy vọng rằng với khóa học kiến thức nền thông qua phát trực tiếp, chị sẽ giúp cho các bạn không còn sợ những tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 12 nữa. Nhiệm vụ của chị là khơi lên trong các em niềm yêu thích đối với cái tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 12. Các bạn sẽ yêu thích về hình ảnh những chiến binh Tây Tiến thuở ấy. Các bạn sẽ yêu thích về hình ảnh của Việt Bắc, con người Việt Bắc và cán bộ cách mạng. Các em sẽ hiểu về định nghĩa đất nước và tư tưởng đất nước trong thơ của Nguyễn Khoa Điềm. Và các bạn cũng sẽ yêu thêm những dư vị ngọt ngào trong thi phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Đương nhiên, chị cũng luôn luôn mong mỏi các bạn sẽ yêu thích vợ chồng A Phủ của Tô Hoài, sẽ không còn sợ vợ nhặt của nhà văn Kim Lân nữa, cũng sẽ không sợ rừng xà nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành hay là chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. Chị cũng hy vọng các em sẽ yêu thêm tác phẩm kịch Hồn Chương Ba Gia Hành Thịt của Lưu Quang Vũ và Án Văn Chính Luận Mẫu Mực Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tất cả những điều ấy đều chứa đựng ở trong món quà trong khóa học ngày hôm nay chị giới thiệu với các bạn. Đó chính là khóa học kiến thức nền thông qua phát trực tiếp. Và chị rất hy vọng có thể được đồng hành cùng với các em, bởi vì chúng ta đều hiểu rằng là thời gian thì đang ngày càng ngắn lại. Chúng ta nhất định phải nỗ lực và trân trọng cơ hội mà chúng ta có. Chị tin chắc chắn một điều rằng đây chính là cơ hội dành cho các bạn. Hãy nhớ điều này nhé. Đôi khi chúng ta thất hẹn với nhau 1 giờ, thế nhưng mà đến khi muốn gặp ý, thì phải chờ trọn vẹn đúng 1 năm đấy. Chị thì chị không muốn là các bạn sẽ phải chờ đợi thêm 1 năm, mà chị muốn các bạn sẽ thành công ngay trong năm nay, năm 2022 này, với một cái số điểm thật là tốt để giúp cho các bạn bước vào ngôi trường đại học mà các bạn mong muốn. Thế nên là hy vọng chị Hiên sẽ trở thành nguồn động lực
sẽ giúp cho các bạn có thêm nguồn cảm hứng để yêu thêm những tác phẩm trọng tâm trong chương trình ngữ văn lớp 12. Và hãy nhắn tin ngay cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để tìm hiểu chi tiết nhất thông tin về khóa học duy nhất và đặc biệt này em nhé. Đây sẽ là khóa học kiến thức nền cuối cùng dành cho các bạn 2K4 trong năm nay. Và chị cực kỳ hy vọng có thể được gặp các bạn trong khóa học này để có thể khơi dậy ở trong chính các bạn tình yêu dành cho môn văn và giúp cho các bạn có thể đạt được số điểm thật tốt trong các kỳ thi cũng như là kỳ thi quan trọng nhất, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi khai giảng khóa học kiến thức nền thước văn này. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các em.